Trong năm 2018, chẳng còn ai lại đã mấy với những chiếc điện thoại thông minh. Với khả năng làm cả tá việc, từ lướt web, quay phim, chụp ảnh đến trợ lý ảo thông minh, trí tuệ nhân tạo AI, rồi là hàng tá các tính năng không dây, bảo mật vân tay, móng mắt, khuôn mặt, v.v. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên mất những thứ cơ bản, và chúng ta vẫn còn nhiều người không muốn bỏ quá nhiều tiền cho những mẫu smartphone cao cấp, hoặc đơn giản là nhu cầu sử dụng điện thoại của họ không cần đến tính năng hoàn mỹ đó. Nokia vốn nổi tiếng là một công ty sản xuất các mẫu điện thoại giá bình dân và có thiết kế nồi đồng, cối đá, đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng. Và chiếc smartphone trong video ngày hôm nay làm đúng cái nhiệm vụ đó. Hãy cùng nhau mở hộp và trên tay chiếc Nokia 1, chiếc smartphone chính hãng rẻ nhất của Nokia tính đến thời điểm hiện tại. Với mức giá chính hãng là 1,8 triệu đồng, người dùng sẽ nhận được một sợi cáp micro USB khá dày dặn, một củ sạc 5V 1A không hỗ trợ sạc nhanh và một tai nghe cơ bản với micro đàm thoại. Và đương nhiên không thể thiếu những trang bị kíp song kiếm hợp bích để giúp các bạn nhóm lò hiệu quả hơn. Quay trở lại với chiếc Nokia 1. Lần đầu tiên mình mở hộp, mình không hề biết phải mong đợi gì và chưa hề tìm hiểu gì về chiếc máy này. Mình mở hộp, bật nguồn và thấy chiếc máy này hết pin, vậy mình cắm sạc khoảng 15 phút. Sau đó quay lại và thấy chiếc máy này vẫn không bật lên được. Mò mẫm trong hộp tìm lại hai cuốn bí kíp luyện công để xem hướng dẫn, thì mình nhận ra trong hộp vẫn còn viên pin. Đã từ rất lâu rồi mình mới mở hộp một chiếc điện thoại mà có thể tháo được pin, tháo được nắp lưng. Một cảm giác hoài cổ nó ùa về một cách dạt dào luôn. Và đây là chiếc Nokia 1 sau khi tháo nắp lưng ra. Chúng ta có hai khe SIM nano và một khe thẻ nhớ. Các bạn có thể dùng tất cả cùng một lúc. Lưu ý là để tháo SIM thì các bạn sẽ phải tháo pin trước. Một cảm giác rất quen thuộc đúng không nào? Và viên pin này có dung lượng là 2150mAh. Về thiết kế bên ngoài của chiếc Nokia 1 thì thân máy làm hoàn toàn từ nhựa nhám. Bề mặt sờ khá thích, nhưng do việc máy làm vát từ lưng lên phía màn hình nên cảm giác cầm khá là khó chịu. Nút bấm cũng khó bấm hơn và cạnh quanh màn hình nó khá là sắc chứ không làm cong kiểu mềm mại 2.5D. Đây là màn hình 4.5 inch LCD IPS, có độ phân giải là 480x854. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Chiếc máy này có độ phân giải màn hình là 480p, chứ còn không được cả 720p. Vì chúng ta chỉ phải trả một mức giá là 1,8 triệu đồng mà thôi. Màn hình có góc nhìn tốt, độ sáng vừa phải, nhưng màu sắc thì hơi nhợt nhạt. Và khi các bạn nhìn gần sẽ thấy rõ cái điểm ảnh, cũng như là lúc tắt màn hình đi thì cái màn hình sẽ hơi xám một chút. Về cấu hình phần cứng thì chiếc Nokia 1 sử dụng CPU 4 lõi MediaTek MT6737M với 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Camera chính là 5MP và camera trước là 2MP. Camera chính có thể quay video 720p và camera trước có thể quay video 480p. Cả hai camera này đều không có khả năng lấy nét tự động và chất lượng thì... các bạn chắc cũng đoán được rồi đấy. Và chiếc Nokia 1 cũng không có sạc không dây, không có USB Type-C mà chỉ có micro USB thôi. Không có chống nước, không có chống bụi và cũng không có mở khóa vân tay hay móng mắt. Nó chỉ đơn giản là một chiếc smartphone Android với khả năng kết nối Wi-Fi, Bluetooth 4.2 và GPS. Về phần mềm thì Nokia 1 đang chạy phiên bản Android mới nhất là Oreo 8.1. Nhưng đây là phiên bản tối giản của Android 8 với cái tên gọi chính xác là Oreo Go, tức là sẽ được lược bớt tính năng và làm chiếc máy hoạt động nhẹ nhàng hơn, mượt mà hơn. Nhưng thực sự mà nói, có lẽ cũng một phần do mình quá quen với việc sử dụng các cái máy Android cao cấp rồi, nên cảm giác sử dụng chiếc máy này thì sẽ phải kiên nhẫn nhiều hơn, biết chờ đợi nhiều hơn, vì các tác vụ mặc dù không lag nhưng sẽ khá chậm, từ việc bật một website, mở ứng dụng Facebook hay chụp một tấm hình. Xét cho cùng thì đối tượng người dùng của chiếc điện thoại này không phải các bạn trẻ năng động, yêu công nghệ, hay là những người có nhu cầu tính năng cao, mà chiếc smartphone này sẽ là bước khởi đầu cho những người chưa từng dùng điện thoại thông minh bao giờ, hay chỉ đơn giản là dành cho những cô bé, cậu bé còn đang tuổi đẹp cấp 1, cấp 2 để gọi điện về cho bố mẹ, hoặc dành cho các bậc phụ huynh lớn tuổi có cái để liên lạc cũng như lướt web giải khuây. Thực sự thì cảm giác cầm chiếc máy này nó rất nồi đồng cối đá và bao nhiêu ký ức về Nokia của mình nó lại ùa về một cách lênh láng. Và pin của chiếc máy này cũng rất là trầu bò nữa, vì màn hình độ phân giải thấp cũng như CPU tiết kiệm điện năng. Đây sẽ là một chiếc smartphone cơ bản nhất mà các bạn có thể sở hữu trong năm 2018. Vậy là chúng ta vừa trên tay chiếc Nokia 1, hay tiếng Anh gọi là Nokia One, một chiếc smartphone rất cơ bản trong năm 2018. Hy vọng anh em thấy video này vui vẻ và thú vị.
Sản phẩm đang được bán chính hãng tại Sevones. Nếu các bạn quan tâm thì có thể click link dưới phần mô tả video. Giá chỉ khoảng 1,8 triệu thôi. Mua về biếu phụ huynh trong những ngày đặc biệt thì cũng rất là hay. Đó. Và nếu anh em thấy video thú vị thì nhớ để lại một like cũng như subscribe bên dưới, chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Và các bạn để click vào link trên màn hình để xem các video khác cũng liên quan đến chủ đề công nghệ. Còn bây giờ Supheo, xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.